là cái máy cũ đấy là nó bẩn hay là nó cần phải vệ sinh, cần phải bảo dưỡng. Các bạn yêu cầu mình bảo dưỡng thì mình sẽ lấy thêm cái tiền bảo dưỡng. Lắp hai con nó sẽ khác, còn lắp ba con nó sẽ khác. Xin chào tất cả quý vị, các bạn, quý khách hàng cùng tất cả anh chị em. Mình là Lê Văn Lộc và đây là cái video mà mình muốn là làm cái chia sẻ báo giá với cái việc lắp đặt điều hòa. Thì nhân tiện là mình vừa đi lấy máy về đây thì mình muốn chia sẻ cái thắc mắc này cho quý khách hàng và anh chị em. Thì có một số bạn, một số quý khách hàng đã gọi điện cho mình hỏi về cái việc là bên anh lắp điều hòa giá bao nhiêu tiền. Thì cái mà mình phân vân nhất là cái thị trường chúng ta, là mình cảm thấy đôi khi đó là với cái việc mình cảm xúc nó hơi bị buồn khi mà mình đi lắp máy điều hòa cho anh chị em, nên là mình thường báo giá với khách đó là báo 500.000 việc lắp đặt một con máy điều hòa. Thì mình thì không phân biệt máy 12 hay là máy 9, máy 12 hay máy 9 thì mình cũng đều lấy giá là 500.000 thôi. Thì sẽ có một số bạn anh chị em nói là ồ nó lắp thế là đắt, 500.000 là đắt. Và thực ra thì Lộc nói thật với các bạn là Lộc lắp như thế Lộc cũng cảm thấy là nó hơi đắt, nhưng mà phải làm như thế thì nó mới Lộc mới cảm giác được là nó xứng đáng với tiền công. Vì tại sao thì mình chia sẻ với các bạn tại sao mình lấy đắt như thế, nhưng mà sẽ có những nhà mình sẽ lấy 450 thôi. 450 là ví dụ nhà đấy là vị trí nó dễ lắp đặt, automat đã được chờ sẵn chẳng hạn, hoặc có lỗ chờ rồi thì mình sẽ lấy khoảng 450 thôi, tức là bớt được cái phần thi công lắp đặt át, thi công đục lỗ đấy. Thì là mình sẽ lấy 450 thôi. Thì còn những vị trí khác, đa phần thì mình sẽ là lấy 500.000. Vì mình sẽ chia sẻ với các bạn là tại sao mình lấy cái giá đấy. 500.000 các bạn sẽ biết là mình sẽ phải soạn đồ, đúng không? Soạn đồ cho lên xe máy và bắt đầu là mình sẽ chở đi đến nơi lắp cho các vị quý vị xong thì mình sẽ trở về. Thì cái việc di chuyển nó sẽ phải mất một số tiền nhất định, tiền xăng, và mình thường quy định là 50.000. Mình sẽ lấy 30.000 tiền xăng hoặc là 20.000 tiền xăng này, thì sẽ đi hai xe máy thì gọi là mất khoảng 50.000 tiền xăng. Thế thì còn lại là công sẽ là 450 cho tất cả anh em lắp đặt. Thì thường là sẽ có hai anh em đi thì các bạn biết là hai anh em đi làm một con điều hòa nhanh nhất thì cũng phải là 2 tiếng cộng với thời gian đi thì nó sẽ mất khoảng tầm 3 tiếng. Nếu như công việc nó phát sinh hoặc là đi đường nó bị tắc đường hay là đường nó xa hoặc là lạc đường thì công việc cái lắp một con điều hòa nó có thể rơi mất khoảng tầm 4 tiếng, bởi vì là di chuyển là mất gần 1 tiếng rồi, đúng không? 1 tiếng, hoặc là có những vị trí nhà khách nó xa thì anh em phải di chuyển xa hơn quãng đường, thì cộng với thời gian lắp đặt 2 tiếng hay 2 tiếng rưỡi thì trung bình một con máy sẽ lắp khoảng tầm 4 tiếng là xong. Đấy, 4 tiếng đổ về. Thường là như vậy. Thì với mức giá 500.000 đã được trừ đi 50 tiền xăng thì còn lại 450, thì mình nghĩ là 450 trong vòng 4 tiếng thì là rất là bình thường các bạn ạ. 450 trong vòng 4 tiếng rất là bình thường, vì là hai thợ lắp thì mình sẽ lấy 250, còn thợ phụ thì mình sẽ giả thợ phụ 250 cộng với 20.000 tiền xăng sẽ là 220. Thường là mình giả thợ phụ như vậy, còn mình sẽ là 270-280. Đấy là mình là thợ chính thì mình thường lấy cái mức đó, còn thợ phụ thì sẽ lấy 220. Đấy là mình chia sẻ thật với các bạn, bởi vì nó không có đúng ấy. Nếu như mà làm con điều hòa bây giờ mà lấy một cái mức giá là 300.000 hoặc 350.000 thì thực sự mình cảm giác nó rất là bèo bọt. Có một số anh em bây giờ đi lắp vẫn là lắp cái mức giá 300.000, mình không hiểu sao là họ lại có thể lắp được cái mức giá đấy, vì mình thấy là nó rất là bèo bọt, mình mất công mất sức mất ngày mất buổi. Thế còn chưa kể khi lắp đặt xong cho khách mình còn phải bảo hành ga, tức là gì, tức là nếu như mình lắp mà chẳng may bị dò ga của khách thì mình vẫn phải đền cái số ga đó. Ví dụ như cái máy đấy dùng 1 năm sau mà đã hết ga rồi thì có nghĩa là một là cái máy đã có vấn đề, hai là mình lắp có vấn đề, thì mình cũng sẽ phải chịu một phần trách nhiệm ở đấy, không bắt khách phải chịu cả về cái vấn đề tiền ga, bởi vì nạp đầy một con ga nó cũng một máy đầy ga nó sẽ rất là vất vả. Thế nên là mình cũng phải lấy cái đó, và chưa kể là nó có một cái gì đó mà mình vẫn phải trở đi trở lại để tư vấn và hỗ trợ lại cho khách, ví dụ phải xem lại cái vị trí lắp đặt, hay đôi khi nó xảy ra cái sự cố gì đó không mong muốn thì mình cũng vẫn phải chạy từ nhà mình đến nhà khách để là bảo trì cái đó, bảo hành cái việc lắp đặt của mình. Cho nên là nó còn phát sinh về cái vấn đề về sau, cho nên là mình lấy cái mức giá là mình thấy rất là bình thường, nó rất là không có gì cả là cao cả. Và thực ra thì nếu như mà thường khách mà họ quý thợ
khách quý thợ và khách là người thoải mái thì thường là đến làm họ bo thêm tiền, họ cho thêm tí tiền bo, thì là anh em rất là thoải mái khi đi làm, thì anh em yêu cái nghề của mình hơn, yêu cái nghề của mình hơn. Chứ còn khách mà lúc nào cũng bắt chặt vào cái đồng tiền công lộc nhá, ai mà gọi điện cho mình mà nói là anh bên anh lắp đắt 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 thế nhá là lộc đã không muốn làm cho khách đấy luôn, nói thẳng luôn. Bởi vì là anh em tôi lao động chân chính, đây là cái tiền công mồ hôi xương máu thôi, chứ không phải là tôi đi kinh doanh buôn bán một cái món hàng này hay là món hàng kia. Đây là bán sức lao động của một con người, nên là các bạn biết rằng là nó khác với việc là bán một cái món hàng khác. Thế cho nên là anh em là hiểu cho anh em thợ đấy, anh khách hàng à, bên khách hàng là hiểu cho anh em thợ là đi làm như thế. Bởi vì đôi khi là nếu như khách hàng mà thoải mái thì lộc cũng bồi dưỡng cho anh em thợ phụ nó cũng được một cái thoải mái, nhưng lần sau thì anh em làm nó cũng sẽ rất là thoải mái thôi. Thì đấy là mình chia sẻ để thật cái tâm lý của anh em đi làm thế. Còn cái giá nó phải 500.000 thì lộc mới làm được. Thế còn 400.000 thì là 400.000 thì chỉ có trường hợp là các bạn mua máy này, mua ống đồng dây điện hoặc là mua linh kiện bên mình, mua máy móc bên mình thì mình mới lắp với giá là 400 hoặc 350 mình vẫn có thể làm. Nhưng mà đấy là do các bạn đã mua máy máy móc bên mình thì thôi mình giảm cái tiền đấy đi, mình bớt cái tiền lãi của máy thì mình giảm vào cái tiền lắp đặt cho các bạn khuyến mại các bạn một chút. Thế còn không thì thường là các bạn thuê mình lắp ngoài thì là cứ phải 500.000. Còn nếu mà trường hợp mà khi đi lắp đặt mà nó tầng 2 chẳng hạn, nhà bạn nó cao, vị trí đặt nó khó, mất nhiều thời gian rất là lâu rồi phát sinh này kia, thì chắc chắn cái số tiền công 500.000 nó sẽ không đủ mà lộc sẽ phải lấy thêm. Cái đấy là nó là cái giá là nó không có cố định vì nó là cái ngoại cảnh của bạn, là cái vị trí bạn nó khó. Thế thì còn chắc chắn là nếu như anh em đã mua đồ và luôn mua linh kiện hay mua máy móc bên lộc thì tất cả nó sẽ có cái giá ưu đãi và tất cả sẽ có sự tính toán. Vì cái này là lộc không phải là một cái cửa hàng hay là một cái siêu thị lớn nào đó mà nó mang cái tính chất là cố định giá hay niêm yết giá, mà đây là anh em làm thợ thôi. Để thêm một đồng vào để cho anh em thoải mái thôi. Vừa thứ nhất là đẹp lòng khách đến là vừa lòng khách đi, miễn sao là chủ thợ là tất cả đều được thanh danh. Đấy là cái tâm lý của mình là như vậy. Thế chứ không bao giờ là anh em làm cái gì mà nó xảy ra cái khó khăn rồi là cãi nhau cả. Thế còn cái trường hợp mà anh em mà lắp máy cũ, máy mới là không nói, nhưng mà máy cũ thì vẫn là 500.000 thôi. Nhưng mà nếu như mà máy cũ của các bạn mà thường là cái máy cũ đấy là nó bẩn hay là nó cần phải vệ sinh, cần phải bảo dưỡng, các bạn yêu cầu mình bảo dưỡng thì mình sẽ lấy thêm cái tiền bảo dưỡng đấy. Thì thường là mình sẽ bảo dưỡng một con máy là 180.000 đến 250. Thế nhưng mà nếu như kết hợp với việc vừa lắp đặt vừa bảo dưỡng thì mình sẽ chỉ lấy 100.000 tiền bảo dưỡng thôi, 100.000 tiền bảo dưỡng thôi chứ không không lấy nhiều. Bởi vì là máy các bạn nó ở dưới mặt đất rồi, bảo dưỡng nó rất là nhanh, nó không như là các bạn máy ở trên tường mà nó là cái gọi là cái kết hợp thôi, là vừa lắp đặt máy lại mà vừa bảo dưỡng thì là 600.000, tức là công lắp là 500 và thêm cái công bảo dưỡng mang máy móc đi thì là lấy thêm 100.000 nữa thôi, cũng không phải là lấy nhiều. Thế còn cái việc mà các bạn nói là tôi lắp hai máy một lúc thì sao? Đấy, cái việc tôi lắp hai máy một lúc thì các bạn sẽ được bớt giá, ví dụ như 500.000 một con thì bây giờ các bạn sẽ bớt đi là còn 450 thì hai con sẽ là 900 chẳng hạn. Thì tất cả cái đấy thì khi gặp nhau, khi Lộc khảo sát địa hình, khi Lộc đến nhà các bạn, đến nhà khách hàng, Lộc xem xét địa hình, vị trí, địa thế lắp đặt như thế nào thì Lộc sẽ đưa ra cái giá quyết định thương lượng rất là tốt cho anh chị em. Tất cả là lắp hai con nó sẽ khác, còn lắp ba con nó sẽ khác. Ví dụ như hôm nay là Lộc ghép việc, Lộc làm cái chỗ này nó gần nhà bạn, xong rồi Lộc làm một cái con máy khác cũng gần nhà bạn đấy, tương quy là cái khách hàng gần khách hàng thì là cái công di chuyển của bên thợ anh em nó ít đi, cái thời gian di chuyển nó ngắn lại thì mình cũng sẽ lấy một cái giá nó cũng sẽ là mềm lại cho anh em thôi, cũng không có gì cả. Thế còn về tất cả các trường hợp nào mà anh em mà nghĩ rằng là mình lấy làm 500.000 mà lắp điều hòa là cao thì thật sự là nó sẽ rất là buồn vì không không thể phục vụ những khách hàng ấy được, vì nó không thích bớt giá. Bởi vì nếu như bớt đi thì có nghĩa là mình đang bớt trên cái tiền công của thợ phụ đấy, trên tiền công thợ phụ là mình không thích, không thích. Lộc là có những con máy Lộc đi làm, có những con máy Lộc đi làm Lộc chia đôi ngang bằng với thợ phụ luôn, hai anh em chia bằng đều nhau, không thợ chính thợ phụ cả, có những con máy như vậy. Và anh em làm rất việc rất thoải mái và được việc cho nhau, chứ không phải là mình sống là mình chỉ biết mình thôi. Thế thì đấy là mình chia sẻ thật với các bạn như vậy. Thế còn về bất cứ một cái vấn đề giá cả là thì lúc nào cũng là cái giá cả nó có thể đàm phán và thương lượng tất cả cho anh em được, nhưng riêng tiền công của thợ thì là cố gắng anh em đừng có chê bai đắt rẻ, chê bai đắt rẻ thì nó gây cho cái tâm lý mất thoải mái.
thì nó rất là buồn cho anh em đấy. Nhiều khi Ngọc nghĩ là làm cái rẻ mạt quá, đồng công rẻ mạt đó, thôi bỏ nghề, thật sự như vậy. Có đôi khi, nhiều khi như vậy, nhưng mà nhiều khi rồi lại hứng thú, rồi có những người ta thiện chí, người ta mời mình đi làm rồi mình lại cũng có thiện chí đi làm. Thế thôi, chia sẻ với anh em về cái vấn đề báo giá cho anh em như vậy. Nếu mà anh em lắp một con máy công thì cũng nhớ là 500.000, nếu anh em lắp từ hai con máy trở lên thì anh em có cái sự khuyến mại vào đó. Nếu như anh em vừa lắp máy mà vừa bảo dưỡng điều hòa thì anh em nhớ rằng là bảo dưỡng điều hòa giá chỉ còn 100 thôi, chỉ 100 tròn thôi. Đấy. Và nếu như cả số lượng càng lớn lên mà anh em càng tiện việc càng làm thì tất cả đều sẽ có thể thương lượng được. Thế là chia sẻ với tất cả anh em như vậy. Và hẹn gặp lại tất cả anh em trong các video tiếp theo. Và Lộc ước mong là kỳ tới này Lộc sẽ nhận được cái nhiều sự gọi là sự tin tưởng của các bạn, và sẽ có thật nhiều khách hàng trong thời gian tới. Hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Goodbye.